Vâng, sau khi Mật Lâm có chương trình mà làm nước nước dùng bằng xương heo mà nấu cho thành đục trắng đó quý vị rất nhiều người thích và đã những người ăn kiêng đó nhờ Mật Lâm làm cái món mà nước dùng mà bằng rau củ. Mật Lâm thấy đây là một cái cái món mà nước dùng nó không chẳng những dùng cho người ăn kiêng đâu mà chúng ta những người ăn thường đó cũng cũng có thể sử dụng nó được. Chẳng hạn như nấu cháo mà dùng cái nước này cũng ngon hay là chúng ta nấu những cái món xào đó khi mà chúng ta thay vì pha bỏ nước lạnh vô thì chúng ta bỏ cái nước này vào vào để mà xào đó là hai cái thứ hai và cái thứ ba nữa khi quý vị ăn lẩu đó thì lấy cái nước dùng mà rau củ này để ăn với là những cái loại lẩu mà nó ăn với nấm hay là những ăn đậu hũ này nó rất là tốt và cái nước dùng này nó cũng đơn giản lắm quý vị không có đòi hỏi nhiều thứ nó chỉ có những cái thứ rất là thông dụng mà chúng ta có thể tìm ở đâu cũng có nhưng mà thì tùy mỗi người muốn thêm thắt hay là có người muốn thêm bắp hay là thêm cái gì vô cho nó ngọt thì cũng được với điều kiện là chỉ có rau củ quả thôi quý vị đừng có dùng như tất cả những cái thứ như như là bột gà như chẳng hạn như bột gà này nè thì không có nên dùng cái loại này tại vì cái loại này đôi khi chúng ta không biết nó xuất xứ của nó, nó có gà thiệt hay không gia vị duy nhất để bỏ trong cái nồi hầm này đó thì là tiêu tiêu hột quý vị Mạc Lâm sẽ không bỏ muối hay là bỏ cái gì khác vào đây hay là bỏ đường phèn tại vì muối nó làm cho cái nước để lâu nó chua. Khi trước khi ăn đó, quý vị có thể nêm lấy lấy ở trong nhà, nêm lấy và dùng nó là để nêm nó bằng muối hoặc là bằng đường phèn. Chứ không bây giờ Mạc Lâm sẽ nấu cái nước này không có dùng mà muối và, và nấu xong để tủ đá và quý vị có thể để dành rất là lâu những cái vật liệu mà đi theo đây đó thì Mật Lâm sẽ lần lần giới thiệu quý vị. Thứ nhất là chúng ta có ngũ hành tây. Hành tây thì nó nhiều loại đúng quý vị, hành tây trắng, hành tây vàng và hành tây ngọt. Đây là loại hành tây ngọt mà ở chợ Mỹ đó nó kêu bằng sweet onion. Khi mà quý vị thấy cái bảng nó sweet onion có nghĩa là hành tây ngọt. Cái này để nấu súp là rất là ngon. Còn những loại hành tây thường đó thì nó không ngọt bằng cái loại này đâu cái giao vị hàng ngày của của nó thú thật quý vị đó là cái bắp cải là quan trọng nhất tại vì cái ngọt của bắp cải nó ra nhiều hơn tất cả những thứ khác mà chúng ta sẽ có bắp cải và ở đây đó thì mặt lâm để đây một lát là mặt lâm sẽ nói là cái nào nhiều cái nào ít thì và chúng ta có củ cải trắng dĩ nhiên là củ cải trắng nó ngọt rồi quý vị biết và củ cải đỏ tức nhiên là cà rốt á hai thứ này là bằng nhau chúng ta cũng có sá bấu sá bấu là cái loại củ cải trắng mà nó ngâm muối đó quý vị là nó rất ngon lý do mà xài cái sá bấu này đó thì nó có cái hương vị rất là đặc trưng khi mà quý vị bỏ nó vào để nấu súp mà nấu cái nước dùng mà bằng rau củ quả đó thì nó sẽ cho cái mùi thơm rất là ngộ để ngọt thêm đó chúng ta có cần tây celery này đó nó làm nó tạo ngọt và nó tạo mùi thơm nữa mặt lâm sẽ bỏ vào đây hai cái cần celery thay vì ở ở đây đó chúng ta có borro tiếng như là là lít đó, cái cũ cái cái cái, cái, cái hành hành tây của của ngoại quốc đó nó bự như vậy nhưng mà mặt lâm thấy bữa nay nó thấy nó có một cái loại hành của mẹ nữa đây là cái cái hành tra hành xanh của mẹ rin ối nhìn mexico rin ối nhìn cho nên Mạc lâm cũng muốn quý vị thử cái loại này nó rất là thơm và nó không có hăng nhưng mà nếu quý vị không có tìm ra loại này thì quý vị có thể dùng borro to để mà thay thế nó cũng được thì cái củ này nó đi kèm với lại cái, cái hành này á, cái hành mễ này đó nó đi nó, những cái cọng như, như vậy chúng ta lấy luôn quý vị, tại vì nó cũng rất thơm. một nguyên liệu làm cho cái uh, nước dùng của chúng ta đặc biệt đó là cái táo bẹ, táo bẹ thì quý vị mặt lâm đã dùng nhiều trong những cái món ăn kiêng đó, cái táo bẹ này nó rất là hữu dụng cho những cái loại nước dùng À, quý vị làm nước lèo hay là nước để mà ăn mì gói hay là nước để ngâm trứng thì cái này là nó rất quan trọng và nó làm cho nó ngọt thịt cái này là nước cũng là tảo của rè bẹ của nó là một giống thực vật quý vị cho nên nó rất là ngon và thơm mật lâm ngày hôm nay đó thì bây giờ với 4 lít nước mật lâm sẽ nấu hết tất cả những loại này bây giờ mật lâm bỏ từ từ vào đây Cái tảo bẹ này quý vị cho chừng khoảng 15 g nha quý vị. 15 g tảo bẹ. Một muỗng canh uh, tiêu 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 đen mà tiêu hột đó, muỗng canh. Cái bắp cải này quý vị có thể cắt ra nhỏ ra cũng được hoặc là để nguyên về cũng được cho nên không sao hết. Cho nên nó ra hết á. Cái này chừng khoảng 150 gram bắp cải. Nguyên một củ hành ngọt, củ hành uh, tây ngọt đó quý vị. Còn cái um, củ cải và cà rốt quý vị phải cắt ra cho nó dọn cho nó dễ nấu chứ không có gì cả. Thì chừng khoảng 200 g um, củ cải uh, củ cải trắng 200 g và cà rốt thì chừng khoảng 150 gram Riêng về celery đó thì quý vị có hai cây Chúng ta bỏ hết vào đây. Hai cây celery và cái 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 lá của của cái củ hành Mexico đó chúng ta bỏ vào đây luôn cái phần này chúng ta bỏ đi từ cái gốc của nó 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 nó, nó, nó có vẻ dơ quá mặc là không thích và quý vị bỏ nguyên một cái xá bốn này vào cắt làm đôi bỏ vào quý vị đây là tất cả những cái gì mà chúng ta đã có ở trong này đó là toàn bộ như vậy đó là quý vị bắt đầu bắt lửa lên và quý vị nhớ rằng không có cho nó sôi như quý vị chúng ta nấu liên tiếp 3 tiếng hoặc hai tiếng rưỡi hai tiếng rưỡi lửa nó chỉ riêu riêu thôi và quý vị nhớ một điều là chúng ta phải đậy nắp lại nhưng mà hở ra một chút xíu bằng lấy cái chiếc đũa đó cho nó hở ra để nó không có cạn nước nhưng mà làm như vậy đó nó sẽ nó ra từ từ và nếu quý vị mở lửa lớn đó nó sẽ không có nó không có trong cái nước đâu cái trong cái cái nước cần phải trong sau 3 tiếng chúng ta bỏ trên bếp cho nó nó riêu lửa và nó sẽ chỉ lăn tăng như thế này thôi đừng có cho nó sôi nha quý vị bây giờ thì đã được 3 tiếng rồi chúng ta tắt bếp và đem ra để mà lược nó cho nó sạch vâng chúng ta cần một cái lược bằng 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 sắt như vậy quý vị và nó càng nhuyễn càng tốt và ở trên là tốt nhất là chúng ta bỏ một miếng giấy nó kinh giấy ăn đó và chúng ta bắt đầu lượt cái nước đó ra quý vị thấy quý vị thấy là cái nước nó, nó nó chúng ta nó rất là trong và cái màu nó hơi ngà ngà vàng vậy thôi là rất là đẹp quý vị nhưng mà chúng ta sẽ cũng lượt lại nữa để cho những cái chất mà nó cặn ở trong đó đó thì nó cho nó ra hết Quý vị cũng nhớ là chúng ta sẽ không có nêm cái gì vào đây, không có muối, không có đường vào đây nha quý vị. Và khi ăn đó là chúng ta chỉ có nêm khi ăn thôi. Múc ra chúng ta chia ra từng phần nhỏ để bỏ trong tủ đá đó. Rồi khi nào ăn đó là chúng ta bắt đầu mới là nêm. Thì đây là cái cái nước cái nước dùng bằng rau củ này rất là ngon quý vị, rất là thơm. Quý vị đứng đây sẽ thấy cái mùi nó thơm nó bốc lên và là cái nước này nó là để để lâu hơn là nước dùng của thịt nữa chúng ta có thể dùng trong nhiều cái trường hợp để dùng cái nước dùng này chẳng hạn như nấu canh thì chúng ta dùng cái nước dùng này là đề là, là là tốt nhất và nhớ là quý vị khi mà đem vào tủ để mà mình cất ở trong đông đá đó chúng ta chia nhỏ nó ra nha quý vị đừng có đừng có để một lúc cái, trong cái bình lớn thì nó cũng nó bất tiện khi chúng ta ăn ít đó nó bất tiện lắm Vâng thưa quý vị chỉ vài tiếng đồng hồ là chúng ta đã có một cái loại nước dùng rất là thanh khiết để dùng rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta Mặc Lâm hy vọng rằng cách làm này nó sẽ làm cho quý vị vui và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở một cái lần khác ở một cái loại nước dùng khác là gà và heo hay là bò thank mm -hmm. you